khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Ê, khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui. Đúng rồi đó, tôi thấy Việt Thi nó đúng đó chứ. Việt Thi với Winner làm gì có gì được. Cái người mà Winner thích á là một người xinh đẹp, tóc dài xoăn, rồi làn da khỏe khoắn. Và lại tôi không bao giờ nhận một đồng trợ cấp nào của ông. Ông đừng có diễn kịch trước mặt tôi nữa. Ông đi đi. Tôi đã nói là tôi không cần sự thương hại của mọi người ấy. Mọi người thích thì tự đi học đi. Này, phần thưởng của mấy đứa. Mỗi khi con bé ca múa, không cần biết đó là nơi đâu và có những ai xung quanh, tôi mới thấy đây chính là niềm vui thật sự của nó. Cái chuyện nợ nần nhà để mẹ lo con làm gì vậy? Cái chuyện bây giờ đó chính là con phải lo tập trung con học hành. Hãy khóc như đừng gục ngã, hãy khóc như mình đã lớn. Hỡi những đứa trẻ hiên ngang, hãy khóc như đừng gục ngã, hãy khóc như đừng gục ngã, hãy khóc như mình sẽ đứng lên lại. Những người tuổi trẻ tay cao, hôm nay bạn sẽ muốn nói.